Rồi, chào các bạn nha. Hôm nay mình có một con bọ dừa, đun dừa ha, bọ căng cứng đây. Hôm nay mình sẽ quay con bọ này cho các bạn xem nha. Con này còn nhỏ, chưa có hải càng trước. Sài Gòn nó bự, nó sẽ có hải càng trước nha. Lâu nay đợi hoài mà không thấy được con nào bự hết, bữa nay quay con nhỏ này. Mai mốt là con bự quay tiếp các bạn ha. Rồi, các bạn cùng theo dõi nó với mình nha. Và mới vô nó bị lật này, để lật nó lần lại nha. Thấy giờ nó bám vô tay, bám vô tay là bóc, bóc rất chặt nha, khó cỡ ra lắm nha. Rồi không ra thì cầm tay cầm máy, người ta nó bám vô để cho từ từ nó bò xuống thôi. Bám rất chắc luôn. Rồi xong chắc cho nó trên tay mình luôn rồi. Rớt cái đi. Con này mình nhốt mấy bữa này mới quay cho nó hơi yếu hơn. Mỗi đồ chơi nó cứ móc nó móc lại á. Rồi con tự mình lật nó lên nè. Di chuyển ha. Con đun dừa này mà cái giống đực, con đực mà bự á, có hai cái càng trước nhìn rất là đẹp, móc trên đầu nhìn đẹp lắm. Hay là cái càng mà nó một cái bộ phận sừng của nó rất là độc đáo. Mà tới ngồi chút xíu mà đây. Cái chân này, chân bên trái của nó, cái móc của nó có vấn đề gì vậy, bị cong vô hai cái chân phải, cái móc nó đưa ra kìa. Di chuyển rất là chậm nè. Lật lên chân nó bơi rồi.
cử động rất ít, rất chậm ha. Gần cho các bạn coi những cái chi tiết gai lông của nó nha, mong rằng nó không bị bẻ. Bạn thấy không, gai ở trên nó bị bẻ nhé. Lại nha. Mình không muốn cho nó cấu vô tay mình, chỉ muốn nó có lại thôi. Con này nhỏ quá, cỡ ngón tay mình, bự hơn ngón tay chút. Nhìn không biết luôn. Nào di chuyển đi. Mắc kết bên lầu. Đi bò ai? Đi bò ai các bạn ha.
tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Sẽ có những con động vật khác mà mình bắt gặp được, mình sẽ quay cho các bạn xem tiếp nha các bạn ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Bye bye.